Giả La cầm đầu đoàn cống sứ Champa 100 người tới Thăng Long. Họ đem voi trắng, vải trắng, trầm hương cùng nhiều đồ quý lạ đến dâng cùng với thông điệp xin binh cứu viện thật là khẩn thiết của vua Chiêm Indravarmanam. Ngoài thông điệp, Bố Giả La còn nói rất nhiều về công cuộc phòng thủ của quân Chiêm, kể cả việc đắp thành cố thủ chống giặc từ ngoài bãi biển Thị Nại. Lại cũng cho biết vua Chiêm tuổi cao sức yếu nên mọi trọng trách quốc gia đều trao cho thái tử. Thái tử Harizit tuy còn ít tuổi nhưng có tài thao lược. Đích thân thái tử nắm trọn quyền chỉ huy phòng thủ cũng như kình chống với quân Nguyên. Chính thái tử đã ra lệnh bắt và tống giam hai đoàn thuyền nhà Nguyên cố tình đi vào đất Chiêm do thám. Họ nói thác là đi Tiêm La, chân lạc bị lạc đường. Việc đó trở nên căng thẳng và chiến tranh là điều không thể tránh. Trần Quang Khải đã nghĩ tới việc giúp họ cũng có nghĩa là tự giúp mình. Ngặt vì thượng hoàng và nhà vua đi kinh lý chưa về nên mới chỉ nhận lời và nói với Bố Giả La nên chờ ít bữa. Nghe Quang Khải nói, viên chánh sứ dập đầu tâu: "Nước chúng tôi từ trước tới nay vẫn một lòng thờ thượng quốc, việc tiến cống không bao giờ bê trễ. Này nước chúng tôi đang bị bọn nhà Nguyên đe dọa xâm lăng, họa Thát Đát tràn vào chỉ trong sớm tối. Nếu nước chúng tôi bị mất thì giặc Mông Thát sẽ kẹp Quý Quốc giữa hai gọng kìm. Thăng Long sớm muộn cũng trở thành cung thất của Trần Nam Vương Thoát Hoan và của An Nam Sứ Đô Nguyên Súy Bột Nhan Thiết Mộc Nhi. Cúi xin đại vương xét tình mà khẩn cấp cứu cho. Việc chống giặc còn cần kiếp hơn việc cứu hỏa. Nếu đại vương chậm ra quân một ngày là nguy họa đối với nước chúng tôi sớm thêm một ngày. Mà có giúp nhau thì giúp lúc giặc còn ở xa mới tiện cho việc sắp xếp binh lực. Và lại, các vị tướng lĩnh cùng binh sĩ Quý Quốc cũng phải có thời gian làm quen với địa hình nước chúng tôi thì mới có kế sách cùng nhau đánh giặc. Còn những khi giặc đã vào đất chúng tôi rồi, Quý Quốc mới cử binh sang thì ôi thôi, vua chúng tôi hoặc đã bị bắt hoặc phải ra hàng. Lúc ấy, không những đoàn quân cứu viện đó sẽ không có ngày về mà ngay cả kinh thành Thăng Long đây dễ gì giữ được. Trái lại, nếu giúp nhau lúc này, chúng tôi giữ yên được bờ cõi. Kiếp khi quân kia thoát tràn vào Quý Quốc, thì nước chúng tôi đấy, kho người kho của, quân thủy quân bộ xin đặt dưới quyền thống lĩnh của Quý Quốc. Nếu sai, xin trời tru đất diệt." Trước lời lẽ thiết tha của Bố Giả La, không những Trần Quang Khải mà cả triều đình đều xúc động. Ai cũng khen Bố Giả La là tôi trung kiệt hiệt của đất Chiêm Thành. Đi sứ không làm nhục mệnh vua, xin mà không hạ thấp mình. Nói năng phải lẽ, lý tình trọn vẹn mà đanh thép, thật chẳng thua kém gì những tay thuyết khách kỳ tài đời chính quốc như Tô Tần, Trương Nghi. Các thương thuyết gia và thuyết khách nổi tiếng thời chính quốc trong lịch sử của Đại Trung Hoa, tác giả của các hiệp ước Liên Hoành và Hợp Tung. Các đại thần nhất đán khuyên quan tướng quốc nên sớm quyết, kẻo lỡ việc lớn quốc gia. Thật ra, không phải Trần Quang Khải không thấy hết sự trọng yếu và lợi ích thiết thân của việc đem quân giúp chàng. Tin tức ông nhận được từ sau khi ta cự tuyệt việc mượn đường, mượn quân, mượn lương của Đại Việt đánh Champa, Hứa Tất Liệt đã lớn tiếng thét giữa triều đình: "Ta sẽ bắt cha con Nhật Huyên đem về Yên Kinh trị tội." Cho nên, nếu sứ đoàn Chiêm Quốc lần này không khởi xướng việc xin viện binh, ông cũng sẽ gợi ý. Và nếu như Thượng Hoàng cho phép, ông sẽ thân chinh giúp chàng. Nhưng hiện thời, tình thế trở nên cấp bách, trong khi vẫn còn đủ thì giờ và cơ hội cứu vãn, nên ông quyết định: "Sứ giả không phải nhiều lời, không phải dạy khôn chúng ta. Đại Việt với Champa quan hệ mật thiết với nhau như môi với răng. Hiện thời quân Nguyên chưa kéo qua mặt bộ vào Champa được là bởi Đại Việt nhất quyết chống lại việc nhà Nguyên đánh Champa. Nay mai, bọn chúng đánh Champa cũng tức là tạo cơ hội đánh Đại Việt. Cứu Champa đây không phải là lần đầu, nhưng người Champa các ông hay cháo trở. Vậy trước khi ta xuất chinh, phải có làm tờ cam kết." "Dạ, bẩm đại vương, chúng tôi xin chấp thuận mọi điều ước do Quý Quốc đề ra," Bố Giả La nói, và dường như ông ta rất sợ bên Đại Việt đổi ý. "Chúng tôi không ép Quý Quốc, nhưng sự giúp đỡ là phải có đi có lại, tức là chúng ta phải tựa vào nhau, làm thế ỷ dốc, thời kẻ kia phải sợ. Nay chúng tôi xin đưa con em Đại Việt sang giúp Quý Quốc chống giặc, chỉ xin giúp lại nhau khi cần. Chúng tôi không đòi hỏi đất đai hay của cải gì của Champa, chỉ cần sự thỏa thuận giữa hai triều đình trong một văn bản khế ước." Trần Quang Khải ngừng lời:
Sau khi ông đã coi kỹ ánh mắt và những cử chỉ bày tỏ của bố già La, lại nói: "Ta lưu ý ông chánh sứ, ước thúc giữa hai nước sẽ được thảo và ký ngay hôm nay. Vậy ông chánh sứ phải đo điệu cho sứ đoàn sớm trở lại Champa, báo tin trước cho quốc vương yên tâm. Đội ơn đại vương đã ra tay cứu giúp chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa thể ra về mà chưa biết quý quốc sẽ giúp bao nhiêu quân và bao giờ thì cất quân. Xin đại vương cho chúng tôi theo chân quân Đại Việt trở về. Lũ chúng tôi sẽ là người dẫn đạo, thủy bộ chúng tôi đều thông tỏ cả." Trần Quang Khải cười thầm: "Viên sứ thần này quả là một tay đáo để." Ông nói: "Binh quý thần tốc, chắc ông chánh sứ biết điều đó. Khi chúng tôi đã nhận lời là chúng tôi phải đi thật nhanh. Còn đi lúc nào hoặc số quân chúng tôi đưa sang bao nhiêu thì xin ông chánh sứ cảm thông. Cơ mật là sự sống còn của việc binh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nói riêng với ông những điều cần thiết về lương thảo, về chính cụ để ông cử người về trước lo liệu. Một số các ông sẽ ở lại đi với quân chúng tôi về chiêm." Viên chánh sứ sung sướng quá, hét lên giữa triều đình: "Quốc vương Đại Việt thiên tuế!" Rồi ông khóc ròng như một đứa trẻ. Tất cả những việc trên xảy ra trong mấy ngày qua diễn lại trong óc Trần Quang Khải dường như mới chỉ vừa trước khi Thượng Hoàng và nhà vua về có một lúc. Tướng quốc thái úy tường trình lại các việc trước hai vua, những điều ông đã làm và những việc còn đang tiếp. Hai vua đều chấp thuận các việc giám quốc thái úy đã quyết và cho đó là sáng suốt kịp thời. Hai vua cũng cho ông biết tỉ mỉ về kế sách phú quốc cường binh của Hưng Đạo Vương, và hầu như những điều Hưng Đạo khởi xuất ông đã có làm thử và thu được những thành tựu đáng kể trong vùng ấp An Sinh, ấp Tịnh Bang. Cho nên việc này phải hoạch định thành một chính sách của triều đình rồi ban bố cho cả nước cùng theo. Trần Quang Khải xin cất việc xem xét sách lược phú quốc cường binh lại ít ngày nữa, và ông xin được phép điều động binh nhung để trong vòng 3 ngày tới sẽ lên đường. Hai vua mời Trần Đạo Tái vào cung thánh từ, thái úy Trần Quang Khải cũng tới dự. Mở đầu, Nhân Tông nói: "Việc giúp binh cho Champa là cần lắm. May mà họ hỏi, nếu không ta cũng phải thương nghị để đưa quân sang. Cái chính là cản mặt Nam, không cho Hút Tất Liệt lập được hai thế gọng kìm. Việc này đã ra Thượng Hoàng có nhà thì sẽ điều quân túc vệ, nhưng thúc vụ giữ ý đã cho điều quân bản bộ và cử chú Đạo Tái làm tướng xuất chinh. Chẳng chỉ băn khoăn quân ta sang đó gặp thủy đánh thủy, gặp bộ đánh bộ, mà chú Đạo Tái lại chưa quen việc đánh thủy lắm, chẳng hay việc ấy nên như thế nào?" Trần Đạo Tái thưa: "Tâu bệ hạ, thần không phải là tướng chuyên đánh thủy, nhưng phép làm tướng, từ thế thủ thế công, đánh thành diệt viện, phục binh gấp lương, đánh thủy đánh hỏa, thầy đều phải biết. Thần tuy bất tài nhưng nghề đánh thủy chắc là không thể kém bọn lính Thảo Nguyên và sa mạc của lũ Mông Thác. Ngay cả đám quân Tân Phụ miền Nam Trung Quốc cũng không phải là quân tinh thông về sông nước." Thượng Hoàng Trần Thánh Tông nắm lấy tay Trần Đạo Tái nói: "Ta biết cháu có tài thơ văn nổi tiếng cả kinh thành. Nếu không vì việc nước thì sao thi nhân phải ra trận? Cháu đi lần này muôn sự khó. Chiêm Thành là một nước nhỏ, quân tinh nhuệ nhưng sức chiến đấu không bền, thắng tiêu bại nản. Ta nghe nói Thái tử Chế Mân là một người có bầu nhiệt huyết, lúc nào cũng sôi sục muốn uống máu ăn gan kẻ thù. Điều ấy thì tốt nhưng dễ nản. Nếu như tướng địch là một tay đa mưu túc trí, vị tất hoàng tử đã kiên định được. Vậy cháu phải giúp thái tử nhận ra được chỗ yếu của mình, chớ có chỉ nhìn thấy chỗ yếu của địch thì sự bại vong là điều không thể tránh." Cha con Trần Quang Khải bái biệt hai vua ra khỏi kinh thành lúc mờ mờ tối. Hai người hóa trang làm hai khách thương với một tốp lính túc vệ cải trang như dân thường. Thăng Long vẫn bình yên như không có gì xảy ra. Việc điều binh giúp chiêm vẫn yên lặng như tờ. Ngay các đại thần, các quan thị vệ và cả quan đại an phủ sứ của kinh sư cũng không ai hay biết gì cả. Vì vậy, tay chân của Hốt Tất Liệt mà đám giải thung gài lại cũng như đuôi như điếc hết. Riêng đoàn cống sứ Chiêm Thành đã rời khỏi Thăng Long từ 3 ngày trước đó. Và viên chánh sứ bố Già La được lệnh khi tới cửa biển Thần Phù thì một nửa cứ đi thẳng về Chiêm, một nửa còn lại
ghé vào bờ chờ binh Đại Việt. Khi cha con Trần Quang Khải tới cửa Thần Phù vào khoảng giờ Tốt ngày hôm sau, một vạn quân điều động ngay tại vùng cửa Thần Phù. Cửa Thần Phù là một cửa biển lớn thuộc đất Ninh Bình, còn có tên là cửa Đại. Cửa này ngày nay đã bị bồi lấp và một phần từ Thiên Trường ra đã tề tựu đầy đủ. Thiên Trường, vùng đất quê hương nhà Trần, gồm một phần tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, Nam Định, Thái Bình ngày nay. Chiến thuyền san sát như lá tre, các thuyền lấp lánh những ngọn đèn dầu le lói, nòng xa như một bờ sao dày đặc của dải ngân hà vào những đêm tối trời. Thấy báo có thái úy tướng quốc đến, viên đô đốc thân lên bờ cung nghinh. Đô đốc dẫn thái úy và thượng tướng đến chỗ Chu Sư, nghe có tiếng động rậm rịch ở phía ngoài. Trần Hưng Đạo bèn sửa lại vuông khăn lượt, rồi bước ra khỏi lâu thuyền. Đúng lúc cha con Trần Quang Khải từ phía mũi thuyền đi vào, chợt nhìn thấy Trần Hưng Đạo lững lững đi ra. Quang Khải sững người lại, không kịp cả chào hỏi. Trong khi ấy, Hưng Đạo vừa giá xong một giá, đã lên tiếng trước. Ta đón thái úy và Phương Điệt ở đây từ tối hôm qua. Trần Quang Khải cúi chào, còn Trần Đạo Tái thì phủ phục xuống vái hai vái. Hưng Đạo đỡ Đạo Tái dậy, rồi anh em bác cháu đưa nhau vào khoang thuyền. Trần Quang Khải vẫn chưa hết kinh ngạc. Ông cho Hưng Đạo là người xét đoán công việc như thần. Việc điều binh cũng như địa điểm xuất quân, ông không hề hé lộ với ai, ngoại trừ Đức Vua mà Trần Hưng Đạo rõ ràng không ghé Thăng Long. Vậy tại sao ông biết được kế của ta? Không những thế, ông còn đến nơi xuất phát trước ta. Như để giải tỏa điều Trần Quang Khải băn khoăn, Hưng Đạo nói, hôm trước ở ấp An Sinh, nghe Hoàng thượng bố cáng, tướng quốc sẽ xuất quân bản bộ và cử Đích Trưởng Tử làm thượng tướng, thống lĩnh ba quân. Vậy nên ta liệu định, một là tướng quốc không muốn động tới binh lực của triều đình, vì như vậy sẽ xa vào bàn cãi lôi thôi. Hay là tướng quốc muốn giấu nhẹm ý đồ cứu viện Chiêm Thành để bưng tay bịt mắt nhà Nguyên. Như thế thì không thể điều binh ở Thăng Long được. Ba là đã không điều binh ở Thăng Long thì phải điều quân bản bộ ở Thiên Trường. Mà hải đảo xuất phát thuận lợi nhất trong vùng này chỉ có cửa Thần Phù. Với ba điều dữ liệu trên nên ta tới thẳng đây. Vẫn nghĩ rằng đêm nay xuất binh nên phải tới từ đêm qua để có thể còn kịp chia tay Vương Điệt. Và cũng có đôi điều nghĩ thấy về người Champa hoặc người Thát Đát nên muốn truyền dặn lại cho con cháu. Ai ngờ may mắn lại được gặp cả Thái Sư. Vậy thời, sự có mặt của ta trở nên thừa chăng? Khải nắm tay Quốc Tuấn cùng đi vào lâu thuyền, và trong lòng ông rộn lên những nghĩ suy từ lâu vẫn rằng xé. Kể cả người trong nước lẫn trong hoàng tộc hoàng gia thường cho rằng cầm đầu hai thế lực kình chống ngấm ngầm giữa hai dòng trưởng và thứ là do ông và Trần Quốc Tuấn. Đúng là người ta nói rát về các âm mưu thôn tính của Quốc Tuấn và thế lực to lớn cũng như tài cầm quân của ông. Trần Quang Khải đã tung cả bộ máy đi dò xét, kể cả việc bố trí binh lực phòng khi có biến. Song đó chỉ là những việc người đời suy diễn rồi gán cho Quốc Tuấn. Chứ thực tình Quang Khải chưa nhận thấy một biểu hiện khuynh loát nào, dù là rất nhỏ. Riêng có một điều Quang Khải thấy và có phần nào lo ngại, rằng Quốc Tuấn lúc nào cũng giáo giết luyện đám tinh binh, xong lại tha cho về và đến lượt đám dân binh được lấy lên luyện cho tới khi thành tinh binh. Cứ cái lối thay phiên nhau ấy, lúc nào Quốc Tuấn cũng có trong tay một đội tinh binh cực lớn. Và giờ đây, nếu huy động thì hầu như hết thảy dân binh trong thái ấp An Sinh của Quốc Tuấn đã trở thành tinh binh. Nhất là trong các chủ trương về việc binh, Quốc Tuấn thường nói quân cần tinh chứ không cần nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Quang Khải thấy trong lòng có một cái gì nhen lên như là sự hối hận. Rõ ràng là anh ấy vất vả khi các vương hầu khác nhàn rỗi. Nhưng bây giờ anh ấy đã có sẵn trong tay một đội binh lớn tinh nhuệ chứ không phải rèn dạy những bước sơ đẳng của người lính. Đã đến lúc anh ấy rảnh tay dạy cho tướng lĩnh và binh sĩ giới quyền về binh pháp. Ta đọc sách Đồ Bát Quái Tiểu Cung của Quốc Tuấn, thấy anh ấy hơn cả Tôn Ngô, vì rằng Tôn Ngô coi binh sĩ như một lũ ngu khờ, mọi sự đều do người tướng quyết cả. Đằng này Hưng Đạo sử dụng binh sĩ như những con người và cho họ học cả binh pháp,
thấy được cả việc lớn của người làm tướng và thấy cả bổn phận của người lính phải làm gì. Đến lúc này, Quang Khải mới thấy ngay cả điều lo ngại trước đây về Quốc Tuấn nay lại là việc đáng mừng. Nếu vương hầu nào cũng làm như Quốc Tuấn thì dân đều được no ấm, mà nước thì đủ binh mạnh, lo gì giặc dữ ngoại xâm. Gạt bỏ mọi điều suy nghĩ sằng bậy và gắn ghép hỗn tạp của người đời, tự đáy lòng mình, Trần Quang Khải thừa nhận Quốc Tuấn là một chính nhân quân tử, là một hiền tài, một bậc nhân tướng, một bậc lương tướng, một con người nhìn xa thấy rộng. Quả anh ấy hơn ta nhiều lắm. Nước muốn đứng được không thể không dựa vào con người này. Vào trong lâu thuyền, trà nô vừa dâng xong một tuần, Quang Khải cho lui, ông đi thẳng vào việc. Anh Quốc Tuấn, hiện tình đất nước cực kỳ nguy cấp như anh đã biết. Anh em mình không nên thủ lễ nữa. Trước đây bọn tôi có gì không phải, xin anh độ lượng bỏ qua. Số binh đưa sang chiêm, tôi định cho chi viện 4 quân. Cháu Đạo Tái được cử thay tôi làm thượng tướng. Cho dù đã thuộc tất cả từng chiếc sẹo nhỏ trên gương mặt thằng bé ấy, vậy mà khi nghe Trần Quang Khải nói, ông lại nhìn ngó chằm chằm Trần Đạo Tái như lần đầu nhìn thấy cháu. Với gương mặt dường như bình thản, nhưng trong giọng nói lại đượm vẻ xúc động, Trần Quốc Tuấn đáp: 1 vạn quân không phải là nhiều, nhưng chiến trường trăm ba hẹp cũng không cần nhiều hơn thế. Song ít hơn nữa lại không vỗ về được cha con quốc vương trăm ba và cả đám dân chúng đang cực kỳ hoang mang. Đột nhiên Quốc Tuấn quay ra hỏi Trần Công Khải: chú định bao giờ cho khởi binh? Quan Thái bốc bói được giờ Tí, tôi cũng cho đó là giờ tốt, vì nó là cái giờ thanh khiết nhất của một ngày. Chú liệu định thế trận sẽ diễn ra ở chiêm như thế nào? Và bao lâu nữa thì quân Nguyên tới chiêm? Số quân dồn về kinh hồ định đánh ta, nay Hối Tất Liệt định chuyện ăn trách, đánh chiêm trước, rồi sau đó đánh ta từ hai mặt Bắc và Nam. Chủ liệu đánh chiêm chắc không thể dưới 5 vạn quân. Hiện thời số quân đánh chiêm đã lên đường. Chính người chiêm cũng biết việc ấy, nên họ giáo diết xây dựng thành lũy cản giặc, một mặt sang ta xin viện binh. Người chiêm được thái tử Chế Mân truyền cho lòng căm giận giặc dữ, cho nên cả nước chiêm thành đang hừng hực như một bể dầu sôi. Chỉ cần ném vào đó một tia lửa nhỏ sẽ trở thành biển lửa. Quốc Tuấn nói với vẻ trầm buồn. Một lát ông quay lại hỏi Đạo Tái: thế cháu định ở bên đó bao lâu? Trình bá phụ, việc binh không biết đâu mà hẹn trước, nhưng ít ra cũng phải giúp người ta đứng vững thì mình mới về được. Cháu nói có lý. Ý chú Châu Minh thế nào? Theo tôi, việc binh quý ở thắng chứ không quý ở lâu. Nếu Đạo Tái giúp họ tạo nổi cái thế tự đứng được thì nên rút ngay. Đúng như vậy, ta nghe Hốt Tất Liệt cử Nguyên Súy toa đô thống lĩnh đại quân đánh vào chiêm thành. Nếu bình được chiêm thành thì đạo quân của y cùng với quân chiêm sẽ đánh tập hậu ta ở mặt nam, còn Thoát Hoan sẽ thống lĩnh đại binh đánh vào mặt bắc. Kỳ này ta xem toa đô không đại thắng chiêm thành được, là bởi tuy y có dạn dày bách chiến nhưng y hết sức coi thường địch, trong khi đó ở chiêm thành cả nước một lòng. Chỉ có điều ta hơi ngại người chiêm thiếu tính ngoan cường, nếu thua trận đầu họ dễ hoảng sợ. Cho nên vương điệt sang chiêm, điều quan trọng chưa phải trực tiếp đánh, mà chỉ nên thanh viện, giúp kế và bình ổn nhân tâm. Nói với người chiêm chớ có móc mưu toa đô. Nếu y quyết dốc toàn lực đánh quỵ đối phương ngay từ trận đầu thì phải phân tán ra đánh y ở nhiều hướng, làm cho y mất ăn mất ngủ. Việc đánh toa đô phải xuất quỷ nhập thần, khi y dàn trận nên tránh, khi y rút chặn hậu mà đánh. Nên nhớ, lấy sức mạnh của ta đánh vào chỗ yếu của địch bao giờ cũng thắng. Người chiêm thành giỏi bơi lội, giỏi leo trèo, chỉ nên dùng những đội binh nhỏ mà đánh chớp nhoáng vào lúc giặc bất ngờ nhất, và phải biết lợi dụng thời tiết nóng ẩm phương Nam mà đánh giặc. Nếu như cứ đêm đêm quấy rối, bắn hỏa pháo vào trại giặc, gieo hò chiêng trống, rồi đốt lửa ngoài thành, làm cho quân kia ăn không ngon, ngủ không yên, khiến chúng phải thành cao hào sâu mà thế thủ. Khi chúng đã thế thủ thì tìm triệt nguồn nước, triệt đường tiếp lương. Nói đến đây, Hưng Đạo ngừng lời, ông để ý nhìn hai cha con Quang Khải. Trong đáy mắt, Đạo Tái ánh lên như là một sự khẩn cầu, còn Chiêu Minh vẫn chăm chú lắng nghe. Quốc Tuấn lại nói: nếu toa đô không thắng mà chiêm thành cũng không thua, ấy là lúc Vương Điệt nên rút quân về cùng với quân của Tĩnh Quốc Đại Vương ở Nghệ An để hợp trấn mặt Nam. Ta ngờ rằng nếu con không ra sớm
thì Toa Đô sẽ ra trước con. Hưng Đạo nói với ánh mắt quả quyết, khiến Trần Đạo Tái và Trần Quang Khải đều giật mình. Ý chú Trương Minh thế nào? Ông quay ra hỏi Trần Đạo Tái. Hẳn rằng diễn tiến chính cuộc sẽ đúng như anh lượng định. Trương Minh Vương đáp lời, ông nhìn con trai dặn thêm. Con đi chuyến này là muôn khó muôn khổ, giúp cho Chiêm Thành không thua tức là thắng, lại kiềm giữ được chân quân nguyên ở đấy càng lâu, thì ở nhà cha và bá phụ càng có thời cơ chỉnh bị quân lương mà kình chống với giặc. Con nên nhớ, thế nước mình hiện nay đứng được là việc thế gian hy hữu. Trần Đạo Tái bùi ngùi, Hưng Đạo nắm lấy tay cháu nói. Phụ thân cháu nói vậy để cho cháu kiên quyết và thận trọng trong việc binh. Riêng bác nói để cháu yên tâm, khi nào đầu bác và đầu phụ thân cháu còn chưa rơi, thì lũ Mông Thát chớ có hỏng ngự trị được mảnh đất từng thấm máu cha ông ta. Ngừng một lát, Hưng Đạo lại ân cần dặn. Con nên nhớ kỹ một điều, quân Mông Thát cực kỳ tàn bạo. Chúng thường dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, làm cho dân bản xứ điêu linh khiếp đảm mà phải quy hàng. Nhưng điều đó không ngại bằng, trong hàng tướng lĩnh quân Nguyên có bọn tay sai người Hán, mưu kế cực kỳ thâm độc xảo trá. Không những còn phải canh chừng, mà còn phải giúp người Chiêm nhận cho ra những mưu ma quỷ kế của bọn Phong Quốc, cam tâm làm chó săn cho lũ chủ mới này. Tựa như bọn Sai Tung là tên Hán gian đại ác mà con đã biết. Sắp đến giờ xuất phát, Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn đến úy lạo từng quân một. Trong đoàn viện binh được phiên chế thành 4 quân. Từ năm Đinh Mão 1267, nhà Trần đã định lại quân ngũ như sau. Mỗi đô có 80 người, mỗi quân có 30 đô, tức là 2.400 người. Mỗi quân đặt dưới quyền điều khiển của một viên đại tướng. Trần Đạo Tái giữ quyền thượng tướng, thống lĩnh cả 4 quân, được trao ấn và cờ tiết. Chiến thuyền cũng được phân theo từng quân, mỗi quân mang một sắc cờ đỏ vàng xanh đen. Thuyền của thượng tướng mang cờ đuôi nheo đỏ có tua vàng. Đội ngũ thật là uy nghi trùng điệp. Trời đầy sao, trăng hạ huyền mảnh mai như một chiếc vành lược. Trong thôn xóm đã im tiếng chó sủa, thảng có tiếng gà gáy ở một xóm chài đâu đó lan tỏa trên mặt sông. Những lúc mọi người đang náo nức chờ thì còn vài khắc nữa chuyển sang canh là tới giờ xuất phát. Bỗng có tiếng vó ngựa khua giòn và một đoàn chừng hơn chục con ngựa ghìm cương đứng ngơ ngác giữa một vùng bát ngát các chiến thuyền. Dưới ánh trăng mờ đục, người ta nghe thấy một giọng nữ cất vang với vẻ ngạo nghễ hách dịch. Quân đâu? Cho ta hỏi Chu sư ở chỗ nào? Viên đô trưởng tiến lại gần chỗ người con gái quát hỏi. Anh ta dõng dạc nói, tôi phụng mệnh tuần kiểm trên cửa sông này, ai hỏi han việc quân đều phải trình báo theo luật lệ, không được ăn nói hàm hồ. Lập tức người con gái đáp lại bằng một giọng cười giòn tan. Nay mấy chú kia, trời tối om, bọn ta không biết trạm canh ở đâu, nhưng ta có việc khẩn cấp lắm. Các chú lại đây mà xem hỏa bài, rồi dẫn ta đến ngay chỗ Chu sư của thượng tướng. Nàng vừa nói vừa chiều hỏa bài cho viên đô trưởng và tiếp, thoáng lên, kẻo lỡ việc là bọn các ngươi sẽ mất đầu đấy. Viên đô trưởng bật bùi nhùi lấy lửa soi vào tấm hỏa bài, rồi lôi ngay con ngựa chạm của điếm canh gần đó nhảy phắt lên, miệng nói, xin các đại nhân theo tôi, cấp tốc lên, chỉ còn vài khắc nữa là sang canh. Quân vào bẩm, Hưng Đạo, Quang Khải, Đạo Tái đều thân ra nghênh tiếp, bởi ai cũng nghĩ có chế cáo gì của nhà vua đưa tới. Nhưng dẫn đầu đám kỵ sĩ kia lại là một cô gái, mọi người đều nhận ra. Trần Đạo Tái nói như reo, hoàng cô An Tư, sao hoàng cô lại đến vào giờ này? Dưới ánh đèn lấp lánh, trông công chúa đẹp như một vị tướng của nhà trời. Nàng vận bộ quần áo bằng nhiễu tím thêu những con phượng màu kim tuyến, lưng thắt một chiếc đai da rái cá có đính mấy viên ngọc lưu ly tỏa sáng. Ngang lưng sát một thanh đoản kiếm, chân nàng đi đôi hiêu màu xanh thêu đôi hạt trắng mỏ đỏ, đầu đội mũ kim khôi, mắt đẹp và dày như mắt phượng, khuôn mặt trái xoan có lúm đồng tiền, mũi thẳng nhỏ xinh đẹp hợp với đôi lưỡng quyền, lại được nước da trắng hồng như trứng gà bắc. Cặp môi hơi mỏng, mỏng đỏ như tô son, hai hàm răng nhỏ đều tăm tắp, nàng cười như nắng lóa. Đạo Tái vội đỡ An Tư xuống ngựa, vừa đặt chân xuống đất, nàng nói luôn, may quá vẫn còn kịp, sang canh mới đi chứ.
Nàng hỏi dồn dập có hơi thở. Đạo tái ngạc nhiên, không hiểu tại sao An Tư lại biết giờ xuất phát, liền hỏi, sao hoàng cô biết sang canh xuất quân? Tại vừa nãy, tên đội trưởng dục ta phải đi nhanh, kẻo còn vài khắc nữa sang canh thì lỡ. Nói xong, An Tư nhìn thẳng vào mắt đạo tái có phần như trách móc. Việc binh mà để cho hạ cấp bếp xét thế là không được đâu, thượng tướng ạ. Bữa trước ta có đọc Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hưng Đạo Vương Huynh. Thấy có nói, việc binh cần phải kín nhẹm. Ngươi không cần biết thì không được biết. Nhưng thôi, đấy là việc của những người làm tướng. Ta vội vã đến đây, cốt để chia tay và có món quà quý tặng Vương Điệt. Dứt lời, nàng vẫy tay một cái, lập tức có một tráng sĩ xách hai chiếc lồng chim ngoài phủ vải đỏ bước vào. Tráng sĩ ước chừng 20-21 tuổi. Chàng có khuôn mặt trẻ măng, da thịt chắc nịch, các bắp tay bắp chân nổi cuồn cuộn như được đúc bằng đồng, nước da nâu xăm xắn, cặp mắt to đen láy, lông mày lưỡi mác hơi xích, cằm vuông, miệng rộng mũi to thẳng, nam chàng đẹp như một pho tượng. Từ nơi chàng toát lên vẻ cường tráng tự tin mà oai dũng lạ thường. Chàng đặt hai lồng chim xuống trước trần đạo tái, hơi nghiêng mình vái hai vái rồi tiến lên mấy bước. Trước Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, chàng sụp xuống lễ bốn lễ. Hai phương chưa biết chàng là ai, bèn hất hàm hỏi An Tư. Chàng hiệp sĩ này từ đâu tới? An Tư bước lên thong dong nói, bẩm hai vương, bữa trước em có đi chơi vùng núi Tản Viên, gặp chàng trai này đang làm nghề bẫy chim. Bỗng An Tư ngừng lời, chuyện hơi dài, liệu hai huynh có đủ thì giờ nghe không đã? Hưng Đạo nhìn Quang Khải, tướng quốc bèn gật đầu. Nàng lại tiếp, em mày xem quá không để ý, bỗng con nê thông em thường cưỡi đây buộc ở một gốc thông gần đó hí lên một hồi dài hoảng hốt. Nê thông là giống ngựa hồ, có sắc lông đen trắng lẫn lộn, trông giống như màu bùn. Đây là nòi ngựa hay và có trí nhớ kỳ lạ. Em vội quay lại thì đã thấy một con hổ đang lững thững đi về phía em, sợ quá em khuỵu xuống ngất đi. Tỉnh dậy được biết chính là chàng hiệp sĩ này đã phóng một lưỡi dao trúng mắt con hổ. Nó gầm lên và xông thẳng vào chàng, vật lộn cho đến cuối cùng chàng giết được hổ và vực em về sơn trại. Cha chàng là một người săn voi, hai cha con thường khi mỗi người mỗi phương rừng cách biệt. Để biết tin nhau, chàng đã nuôi và dạy những con chim bổ câu hàng ngày đưa tin đến cho cha chàng và đem tin từ chỗ cha chàng về. Có lần cha chàng bị một đàn voi vây kín các ngả, ông phải truyền cành lên tận đỉnh một ngọn cây ở trên chóp núi treo leo mà voi không lên được, nhưng chúng rình phục không cho ông xuống. Chính những con chim bồ câu này đã tìm thấy ông già, và sau khi biết tin, chàng đã đánh lừa được đàn voi đi về phía thung lũng. Nghe chàng nói trong ngàn dặm, chim bồ câu có thể nhớ đường đi lại. Vì vậy, em đem theo cả chàng và những con chim kia cho Vương Điệt. Không còn nỗi vui mừng nào hơn thế nữa, cứ nom gương mặt ba vị tướng kia thì biết. Với Trần Hưng Đạo, từng nếp nhăn bên khóe mắt ông từ từ giãn ra, toàn khuôn mặt bừng sáng. Ông nắm lấy tay chàng hiệp sĩ lắc mạnh. Trong thâm tâm, ông coi chàng như một người có cánh, một đạo sĩ có chiếc gậy rút đất trong tay. Theo thần thoại xưa, có một vị tiên có phép lạ, cầm chiếc gậy trong tay, một ngày có thể đi xa vạn dặm, nên gọi là gậy rút đất. Trần Quang Khải cũng cùng tâm trạng như Quốc Tuấn, vì rằng chỉ nhờ vào những con chim kia và phép lạ của chàng trai này, tin tức về con ông, về đạo quân cứu viện cho Chiêm Thành cùng những gì xảy ra trên đất này và bọn xâm lược Nguyên Mông, đạo tái có thể thông báo về triều chí ít một tháng đôi ba lần. Chao ôi, ông có đọc ở sách nào đó viết từ thời chiến quốc ở bên Tàu, người ta đã biết dùng bồ câu vào việc đưa thư, xong từ đó bẵng đi không thấy nói đến nữa. Nhưng làm thế nào để nhận được thư do chim mang từ Chiêm Thành về, nếu không có một ám hiệu gì đó cho nó nhận biết mà đáp xuống? Hỡi chàng hiệp sĩ hào hùng kia, nếu chàng đã cứu hoàng cô của ta, nay lại muốn cứu cả binh đội của ta, thì chàng phải cho ta biết pháp thuật của chàng chứ? Trần đạo tái vui vẻ hỏi chàng trai. Chàng cười hồn nhiên, những chiếc răng của chàng trắng bóng tỏa ra một thứ ánh sáng cùng với luồng sáng nơi tròng mắt chàng, khiến ta cảm như đang đứng trước một thiên thần. Chàng đưa tay lên sờ vào mang tai và như bẽn lẽn, chàng nói, có ám hiệu chứ, dạy cho cô kia biết rồi. Chàng nói và hất hàm về phía An Tư công chúa. Nếu quên, chàng lại nói, về núi Tản Viên hỏi bố tôi ấy, ông già dành việc nuôi dạy chim và bẫy voi lắm.
Thời ấy rừng già ăn lẫn tới các triển sông, ăn ra tới cửa biển, đâu đâu cũng có rừng, mà hổ báo voi gấu thì nhiều vô kể. Ngày kế cận đất Kinh Kỳ, hổ cũng thường về. Còn voi đã từng có trong khu rừng trên một hòn đảo lớn giữa hồ Dương Đàm. Hồ Dương Đàm chính là hồ Tây. Trần Đạo Tái vỗ vai chàng trai hỏi, chàng có ưng đi với ta không? Đi theo quân xa ngàn dặm, mang theo cả những con chim quý của chàng đi. Có chứ, chàng trai nhận lời vẻ thản nhiên. Bố tôi nói rằng, bố của cô kia làm vua của đất này. Vua sai là mình phải nghe chứ, mình theo các ông đi đánh giặc hả? Chàng gặng hỏi. Trần Đạo Tái gật đầu. Rõ ràng là chàng trai người dân tộc này chưa biết lẽ nghĩa gì, nhưng chàng là một người dân với tấm lòng yêu nước hồn nhiên như cây cỏ, khiến các vương đem lòng yêu mến. Bỗng gà gáy gian, đâu đó bật lên một hồi trống. Sang canh, nền trời hơi sáng. Tại trung quân, tiếng trống đồng thúc lên hối hả, rồi im bặt. Đó là hiệu lệnh xuất quân. Trần Đạo Tái nói lời bái biệt thân phụ, bá phụ cùng hoàng cô. Ông vẫy tay chỉ cho chàng hiệp sĩ xuống lâu thuyền. An Tư đặt chiếc dây cương con ngựa nê thông của mình vào tay hiệp sĩ và nói, ta tặng chàng con ngựa này để chàng cưỡi trên đường về báo tiệp. Con nê thông không chịu bước xuống thuyền theo hiệp sĩ. An Tư vỗ nhẹ chán nó và ghé tai nói thì thầm điều gì. Mắt nó chớp chớp rồi đủng đỉnh bước theo chàng. Hiệp sĩ cúi đầu chào biết ơn và đôi mắt chàng nhìn An Tư đau đớn như một lần nữa ghi chọn dáng hình nàng vào thẳm sâu ký ức. Phú quốc cử binh sách của Trần Hưng Đạo, Dương Hai Vua đã được biến thành quốc sách. Tuy một số nhà quyền quý, một số công hầu khanh tướng tỏ ra không hài lòng vì họ phải thả bớt nông nô, phải rèn bớt đất ruộng ra bán chịu cho nông phu. Nhưng đứng trước sự mất còn của non sông đất nước, buộc họ phải chọn lựa, hoặc là phải bớt đi một phần không đáng kể của cải tài sản. Nhưng quyền uy vẫn không hề giảm sút, hoặc mất tất cả, và ngay đến bản thân họ cũng phải làm kiếp ngựa trâu cho quân Mông Thát. Tình thế đất nước buộc họ phải chấp thuận. Và nữa, triều đình cũng xẻn bớt một phần quốc điền chia cho những người có cha già, mẹ yếu, con thơ phải đi làm việc binh, lại dành cả phần ruộng đất cho cha mẹ, vợ con, những người lính phải bỏ mình ngoài chiến trận trong cuộc chống giặc ngoại xâm. Chính sách ấy ban hành mới được một vụ cấy gặt, xem ra hết thảy trong dân gian đều hồ hởi. Các cụ già đến 80-90 tuổi đều nói, từ thượng cổ chưa có lệ này, chưa bao giờ vua lại lo cho dân nhiều đến thế. Nhà nhà có ruộng, người người chăm lo cấy cày vun bón, lúa tốt chưa từng thấy. Các lộ Thượng Hạ Hồng, Bắc Giang Thượng Hạ, Thiên Trường, Nghệ An đều có sớ về chiều tâu nhiều sự đạ, như kỷ lân, rùa vàng, chim chỉ trắng xuất hiện. Lại lúa trổ một giò hai bông, hạ sai chữ chịt, được mùa to. Đúng như Trần Hưng Đạo đã dự liệu, nhà nhà bồ lẫm đầy ắp, thóc không còn đủ chỗ chứa, kho đụn của nhà nước cũng phải cơi nới hoặc làm thêm. Sẵn thóc, lệnh vua lại ban, mỗi nhà phải nhận 5 phương lúa kho về xay giã, rồi đổ chín, phơi khô cắt giữa cẩn thận, làm lương khô, phòng bị khi nước có giặc, tiện quân qua cấp tốc có thức ăn ngay. Lệnh vua ban khắp nước tiến cử người tài bất kể, văn võ đều được tuyển dụng xung vào việc quân, cả nước mở hội thi võ. Khắp bốn phương trai tráng đều ra sức luyện rèn võ vật, kiếm cung, đao trưởng, quyền cước bơi lội. Thôi thì không thiếu một môn gì trong thập bát ban võ nghệ mà đinh tráng không tham gia tập tành thi tuyển. Rồi lượm được các đại hoàng nam, các tiểu hoàng nam kéo đến cửa các vương hầu xin được tuyển vào đội tinh binh. Chỉ trong vòng 6 tháng, lượng quân đã tăng gấp đôi, thế nước bắt đầu nổi. Trần Nhân Tông xin với vua cha hội các chư tướng, vương hầu cùng bá quan để bàn kế sách đánh giặc giữ nước. Suy đi tính lại, Trần Thánh Tông nói, đúng là thế nước đã nổi, dân chúng hồ hởi, binh nhiều, lương sẵn. Nhưng binh cần phải tinh luyện nhiều hơn nữa, phải có đủ tướng tài và kế sách thâm sâu. Lại mới đây, Hô Tất Liệt hối thúc việc mượn đường cấp lương đòi quân. Hạn kỳ sắp mãn, các việc ấy bàn ở Thăng Long e không tiện. Vì tai mắt nhà Nguyên đầy rẫy Kinh Kỳ, quan gia thử xem nên họp mặt nghị bàn ở đâu thì tiện. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, dường như đã có sự tính toán chỉn chu,
Vua Nhân Tông nhỏ nhẹ nói, Trình Phụ Hoàng theo con nên hội ở Bình Than. Vì đây là một vùng sông nước mênh mông, lại có nhiều rừng núi rậm rạp. Thủy binh ta can dày bốn mặt, quân gian khó mà lọt được vào do thám. Và lại bá phụ con vẫn thường nhắc, đây sẽ là một vùng chiến trường ác liệt, nên cho các tướng ra đấy để biết thêm địa hình và bàn cả kế sách bố trí binh lực luôn thể. Một sớm mùa đông đã qua giờ dần, mặt trời lẽ ra phải lên cao quá ngọn tre, nhưng sương mù vẫn răng trắng xóa, bốn bề mịt mù sương khói. Cách 10-15 bước chỉ nghe thấy tiếng nói chứ không nhìn thấy mặt đâu. Được nhà vua triệu, các vương hầu, các đại thần, các tướng đi thủy, đi ngựa lườm lượp kéo về Bình Than từ chiều hôm trước. Cuộc nghị bàn của triều đình trên đất An Sinh thuộc thái ấp của Trần Hưng Đạo, nên vương vừa có phận sự cảnh giới quân gian, bảo vệ xa giá, vừa chu cấp phục dịch cho quan quân. Mãi tới cuối giờ Mão, mây mù mới tan hết, lộ ra một vùng nước rộng mênh mông. Xa kia, nơi 6 con sông quy đầu hội tụ. Quanh vùng sông nước bao la là rừng, rừng bạt ngàn từ mép sông, răng mắc khắp từ thung lũng tới các đỉnh núi điệp trùng. Bầu trời xanh cao vòi vọi, một vùng rộng lớn chỉ có trời, nước và rừng xanh. Thiên nhiên vừa vén lên trước màn sương khổng lồ, đã thấy thuyền đậu san sát quanh bến Bình Than. Khắp 6 ngả sông dồn về, liên tiếp các trạm quân thủy, các binh thuyền tuần cảnh oai nghiêm, các tay công thủ đao kiếm tất trần, mắt dõi nhìn cảnh giới từ xa. Trên bộ lại càng nghiêm ngặt, các ngả đường dồn từ Bình Than, trại quân đóng can dày. Từng tốp, hết bộ binh lại đến kỵ binh, thay nhau từng khắc một, tuần hành dẫm dịch, bụi quấn mù đường. Cả mặt thủy mặt bộ, tưởng đến một cánh chim cũng khó lọt vào Bình Than. Đây là cuộc hội sư cao cấp, chỉ những người đứng đầu các thái ấp, với các tước từ vương hầu công khanh và các quan từ hạng nhất nhị tam phẩm, cùng các tướng đứng đầu quân ở các lộ phủ, đứng đầu các quân hổ bôn, cấm vệ, thánh dực mới được về dự. Mặt sông cách bờ chừng trăm trượng là bãi đỗ thuyền đông nghịt, giữa là thuyền ngự, đó là chiếc thuyền mang hình con rồng khổng lồ, sơn son thép vàng. Trong các khoang thuyền đều có hàng con tiện chạy quanh, làm cho thông thoáng, có rèm buông với các tua ngũ sắc lấp lánh. Trên thuyền ngự, nhan liệt các tàn lọng màu vàng, theo các hình long ly quy phượng. Mắt các con vật thường được đính bằng những viên mã não, đá ngọc phát sáng nhiều màu. Các đồ nghi trường đàn bầy oai vệ. Trên đỉnh cột buồm là ngọn cờ lớn theo hai chữ Đại Việt bằng kim tuyến chói vàng. Xung quanh thuyền ngự là thuyền của các vương hầu tướng lĩnh, sơn bầu xanh vũ hoặc sơn then, có chạm khắc hoặc vẽ các hình phượng múa. Những thuyền áp sát thuyền ngự là thuyền của các đại vương. Trên mỗi thuyền đều có cắm một lá cờ. Tá Thánh Đại Vương, Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương, Chiêu Quốc Vương, Chiêu Văn Vương, Chiêu Đạo Vương, Trung Thành Vương, Chiêu Thành Vương. Kế tiếp là đến các bậc dưới như Nhân Túc Vương, Hưng Vũ Vương, Hưng Chí Vương, Vũ Đạo Hầu, Văn Nghĩa Hầu, Nghĩa Quốc Hầu, Trương Hiến Hầu. Tiếp đến là Công Bộ Thượng Thư, Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền, Hàn Lâm Viện Học Sĩ kiêm Quốc Sử Viện Giám Tu, Bảng Nhẫn Lê Văn Hưu. Và nữa là các tướng như Trần Bình Trọng, Phạm Vũ Lão, Nguyễn Khoái. Quân mới dâng được 2 tuần trầu nước, các vương hầu còn đang thăm hỏi nhau và đàm đạo ngoài lề. Chờ xong tuần trà nữa thì nhà vua khai diễn nghị hội. Bỗng Nhân Tông trông thấy một chiếc thuyền lớn chở than gỗ, đúng lúc nước giặc, gió thổi ngược chiều, làm vén cả vạt áo ngắn của người lái thuyền, vơi ra tấm lưng trần trắng mướt và chiếc nón lá đội đầu cũng xô gục xuống mặt. Khi người ấy hất chiếc nón lên, nhà vua ngờ ngợ liền hỏi đám quan thị thần, người kia có phải Nhân Huệ Vương không? Lập tức sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo đến cửa Đại Than thì kịp. Đám lính bèn đồng thanh hô to, ông lái kia, vua sai đòi nhà ngươi. Người lái thuyền vẫn đùng đỉnh chèo và đáp lại, ta chỉ là người nghèo buôn bán nuôi thân, có việc gì mà gọi đến. Quân về tâu lại, nhà vua nói, thế thì đúng là Nhân Huệ Vương rồi, người thường tất phải đến ngay. Nhân Tông lại sai nội thị đi gọi, không cưỡng được mệnh, Khánh Dư mặt mũi lem luốc màu than củi, vận áo vải ngắn, đội nón lá ra mắt hai vua. Thánh Tông bội lòng bảo,
Nam Nhi cực khổ đến thế là cùng. Bèn lập tức xuống chiếu tha tội, lại cho dự bàn việc nước, việc quân. Trong mặt mũi Trần Khánh Dư lúc này, thật đúng là một ông lão bán than chất phác, nhưng quả thực là một tướng mưu lược. Khánh Dư vốn là con riêng của Thượng Hoàng Trần Phó Duyệt, thực ấp được phong ở vùng Chí Linh khi quân Nguyên xâm lược năm Đinh Tị 1257. Khánh Dư nhân chỗ sơ hở của giặc, đem quân đánh úp, giặc khiếp đảm. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông khen là người có trí lược, lập làm thiên tử Nghĩa Nam, tức là con trai nuôi của vua. Sau đó theo vua đi dẹp loạn người miền núi, thắng to. Thượng Hoàng tiếp phong Phiêu Kỵ đại tướng quân. Đây là tấm lòng ưu ái Thánh Tông ban cho, chứ đúng phép nước. Chức Phiêu Kỵ tướng quân chỉ dành phong cho các hoàng tử có tài cầm quân. Nhưng vì Trần Khánh Dư đã được thiên tử nhận làm Nghĩa Nam, xét ra không trái luật nên có mệnh ấy. Rồi từ tước hầu được phong dần mãi lên Tử Phục Thượng Vị Hầu, quyền chức phán thủ. Lại nhân trong bữa tiệc mở nang, Khánh Dư đã tìm cách thông dâm với công chúa Thiên Thủy là vợ của Hưng Vũ Vương. Tiệc mo nang tức là tiệc hóa trang, uống rượu say, đeo mo nang có vẽ hình các con giống lên mặt nhảy múa, có khi tắt đèn hỗn dâm trong phút chốc. Con trai cả của Hưng Đạo Vương. Việc này gây tai tiếng khắp kinh thành. Lại bấy giờ Hưng Đạo Vương binh quyền chất ngất, vua sợ Phật ý nên sai trị tội Khánh Dư, tức là đem Khánh Dư ra đánh chết ở Hồ Dương Đàm. Nhưng lại ngầm dặn đám quân hiệu nới tay, chớ có đánh đau quá để không đến nỗi chết. Khánh Dư tuy không phải tội chết, nhưng bị lột hết quan chức, sản nghiệp bị tịch thu, rồi đuổi về quê quán. Bởi thế Khánh Dư phải lam lũ, sống bằng nghề đốt than và buôn bán than củi. Yên vị xong đâu đó, Trần Nhân Tông bèn nói, từ ngày triều đình dụng sách phú quốc cường binh, thấy rằng việc binh có nhiều thuận lợi, dân binh đông đúc mà tinh binh cũng tăng. Số tinh binh hiện có đã tăng gấp đôi so với các năm trước. Theo đó, việc lương lại càng sung mãn, khắp nước không còn nạn thiếu đói nữa. Bổ lẫm nhà dân, kho đụn nhà nước đều ăm ắp thóc, đất ruộng từ một vụ nhiều nơi đã cấy được hai, lại chăm bón đầy đủ, lúa ngô khoai đều tốt bời bời. Bây giờ còn mấy việc lớn có quan hệ đến sự mất còn của đất nước cần phải bàn bạc thấu đáo. Trần Nhân Tông tạm ngừng lời, đưa mắt nhìn khắp xem các vương hầu, các quan tướng có biểu lộ điều gì khác biệt trên gương mặt không. Một lát nhà vua tiếp, Hốt Tất Liệt liền năm yêu sách Đại Việt ta, làm đủ 6 việc như các khanh đã biết, chúng ta đều khôn khéo chối từ. Trước đây các việc đó không thỏa mãn, bên đại đô có đưa thử trách. Lời qua tiếng lại, mọi việc rồi cũng qua đi. Nhưng từ năm Kỷ Mão 1279, sau khi đã diệt xong nhà Tống, đặt được nền thống trị ở Trung Nguyên, thì sự việc ngày một thêm gay gắt. Thực tình Hốt Tất Liệt muốn dùng sức ép Bang Giao, buộc ta phải nội phụ, tức là người nước ta phải trở thành quận huyện của nhà Nguyên. Các việc gần đây mà Sài Thông và sứ đoàn của y nghênh ngang giữa đất Thăng Long, giữa chốn triều đình của ta một cách ngang ngược thô bỉ, cũng là biểu thị lòng khinh mạn của Hốt Tất Liệt cùng ý đồ thôn tính Đại Việt của y. Chúng ta đã hạ mình, đã nín nhịn hết mức, không phải vì vua tôi ta không biết đến quốc sĩ, quốc thù, mà hận vì lực ta còn yếu, dân ta gần 30 năm sống trong hòa bình. Nay nghe đến chuyện binh hòa, nhiều người đâm hãi sợ. Vậy ta cần có thời gian để khơi gợi lòng dân, khích lệ lòng quân. Nếu chẳng may kẻ kia đem đại binh tràn vào như cách đây một năm, chắc là lực ta không đủ kình chống với vài chục vạn tinh binh của Hốt Tất Liệt. Nhưng may thế nước đã nổi, liệu ta có thể một lần nữa cự tuyệt yêu sách của nhà Nguyên, đòi ta phải một là cho mượn đường bộ để quân Nguyên qua đánh Chiêm Thành, hai là ta phải góp thêm binh cùng với quân Nguyên thôn tính Chiêm Thành, ba là khi quân Nguyên qua đất Đại Việt, ta phải lo lương thảo cho người ngựa của họ, rồi sau đó lại phải cung đốn thêm quân lương cho họ trở qua Chiêm Thành. Vậy các khanh hãy nghị bàn cho cạn nhẽ. Tiếng nhà vua âm vang như tiếng chuông trong trẻo, ngân dài trên mặt sông rộng. Nước sông xanh, sóng vỗ nhẹ, không khí yên ả thanh bình, khiến ai đấy đều có cảm giác như đang sống trong thời Thái Cổ, khi mà loài người còn chưa biết đến chiến tranh. Giữa lúc triều đình đang im phăng phắc nghe nhà vua bố cáo các việc quân quốc trọng sự, thì có hai chàng thiếu niên phóng ngựa như bay
về phía bến Bình Than. Hai con ngựa một xám một tía, bọt sùi trắng mép, bốn vó sải dài như bay vào không gian. Tới chân cầu phao, nơi dẫn ra đoàn thuyền cờ xí rợp trời, vàng son lóa mắt, thì họ dừng ngựa, rồi nhảy phát xuống nhẹ nhàng như những kỵ sĩ rạng rỡ chinh chiến. Lập tức, họ bị quân canh ngáng lại. Chàng thiếu niên đi đầu, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, vừa nói vừa ghìm hơi thở mạnh. Ta, chàng chỉ vào mũ áo đai bối mang tước hầu của chàng và nói: Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản. Chàng ngước cặp mắt trong sáng với vẻ ngạc nhiên nhìn người quân hiệu. Quốc Toản vừa dứt lời, thiếu niên thứ hai cũng nói luôn: Còn ta, Hoài Nhân Vương Kiện. Mặc dù hai người đã xưng đủ phẩm tước, lại nói với vẻ thành thật, nhưng người quân hiệu vẫn đứng chắn lối đi và lễ phép thưa: Bẩm, tôi không dám nghi ngờ gì các vương hầu, nhưng đây là đức vua nghị bàn việc nước, chỉ có những đức ông đã lớn tuổi mới được vào, ai vào đây cũng phải có tín bài xuất trình. Vậy nào, Quốc Toản quắc mắt nạt, việc nước là việc của mọi người mọi nhà. Lại chợt nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất, cái gì như là cho mượn đường để quân Nguyên đánh qua Chiêm Thành lúc vừa đặt chân tới bến. Thế là chàng gạt người quân hiệu ra, chạy băng lên. Vương Kiện không dám chạy theo chàng mà đi ngược lại bến. Quốc Toản vừa chạy vừa la: Xin quan gia đừng cho giặc mượn đường, mưu đồ ngu diệt quốc đấy. Thời Chiến Quốc, nước Yên mượn đường qua nước Quốc để đánh nước Ngô, nhưng khi quân nước Yên đã vào nước Quốc thì thôn tính luôn nước Quốc trước rồi mới đánh nước Ngô sau. Người quân hiệu không đuổi, chỉ rút chiếc tù và ở lưng ra thổi 3 tiếng. Lập tức có cả chục người đứng canh ở phía đầu cầu phao, tiếp giáp với các mạn thuyền, thuần những tay to lớn như các đô vật nhô ra cản tràng. Tiếng la làm kinh động, khiến một số người ở những cánh thuyền vòng ngoài nhào nhào nói: Trói chúng lại, quân phạm thượng, tội khi quân, chém để giữ nguyên quân pháp. Nghe tiếng ồn ào, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, cả hai vua đều ló ra hỏi: Có chuyện gì vậy? Thị vệ liên cho đòi mấy người quân hiệu lại. Họ thuật các việc như đã xảy ra, hai vương cùng cười xòa. Các đại vương nhiều người xin vui cho tiếp tục nghị bàn, lại có người đòi phải nghiêm trị. Vũ Đạo Hầu nói: Quân pháp vô thân, không chỉ tội, khó mà giữ nghiêm được phép nước. Trần Bình Trọng nói: Quốc gia hữu sự, thất vô hữu trách. Này Hoài Văn Hầu, người nhỏ mà chí lớn, muốn đem tuổi trẻ hiến dâng cho tổ quốc, há chẳng đáng đeo gương sáng cho thiên hạ chung soi? Cứ sao lại bắt bẻ tội tình gì? Hoài Vương Hầu không những không được dự bàn, còn nghe họ đòi chỉ tội, chàng giận đến tràn hông, nỗi uất ức bốc lên như trận cứng nơi cổ họng, không bật ra thành tiếng nói được. Chàng không thể hiểu tên tuổi một số vương xưa nay chàng từng đem lòng kính ái mà lại tối tăm thiện cận đến như vậy. Chàng cười thầm: Họ độc quyền cả lòng yêu nước, nghĩa là chỉ có họ, người có quyền cao chức trọng mới được dự bàn việc nước, còn dân chúng thì sao? Dân chúng chỉ là một thứ bèo bọt trong tay họ sai khiến áp đặt. Thấy lời qua tiếng lại gay go, Chiêu Thành Vương bèn đứng lên phái hai vua mà rằng: Hoài Văn Hầu chẳng may cha mất sớm, hạ thần là chú ruột lại không dạy bảo được cháu Chu Toàn, hạ thần xin được chịu tội thay cho cháu vì nó chưa đến tuổi thành niên. Và lại cảnh nhà Toàn hiếm hoi, một mẹ một con. Ngừng nhìn hai vua, mắt ông đỏ lên vì giận, cả vì xúc động nữa. Ông lại nói: Âu cũng là chuyện hổ phụ sinh hổ tử, cha hổ sinh con hổ, ý nói con nhà có truyền thống. Cuộc dẹp giặc Mông Thát tràn vào năm Đinh Tỵ, cha nó hăng hái lập được công lớn, thượng hoàng đã ban cho 2-3 phẩm tước, lại cho hưởng thêm thực ấp. Nay con trẻ dại dột chót bộc lộ thái quá lòng chung với nước, nên phạm oai trời, kính mong bệ hạ soi xét. Thượng hoàng Thánh Tông nghe tâu xong mỉm cười: Chiêu Thành Vương hãy bình tâm. Nhà vua đưa mắt nhìn Quốc Toản suốt từ đầu đến chân, lòng thầm khen: Thằng bé khôi ngô, tư chất đàng hoàng. Đoạn Thánh Tông thong thả truyền: Hoài Văn Hầu phạm vào luật cấm, không thể nói là không có tội, nhưng đáng trọng thay nhân cách của một con người, một thiếu niên đối với sự mất còn của đất nước. Ta cho đây là một điềm báo trước vận nước đang hưng, nên sự hùng tâm hùng lực đã biểu hiện ngay ở đám thiếu niên non nớt. Ta cho lời nói của tướng quân Trần Bình Trọng về gã tiểu anh hùng này là hữu lý. Đúng lúc đám quan đội hầu dâng hoa quả lên hai vua,
đầy một mâm cam quýt. Trần Nhân Tông nhón lấy một quả cam, đặt vào tay Quốc Toàn, nói lời an ủi. Lòng trung dũng của em, vậy là cả nước đều biết. Vận mệnh nước nhà nhất định phải trông chờ vào lớp người sau như em. Tiếc rằng em còn nhỏ quá, hãy về quê thờ mẹ cho trọn hiếu. Chịu khó rèn luyện thân thể cho cường tráng, tập tành võ nghệ cho tinh thông, chờ ngày giết giặc lập công. Nhà vua nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai hơi gầy của Trần Quốc Toàn. Đám quan thị vệ dẫn Quốc Toàn lên bến. Đi qua đoạn cầu phao, lòng chàng đầy hậm hực, hai ba lần ngoái nhìn lại nơi các vương hầu đang nghị bàn việc nước với ánh mắt giận hờn. Được, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là gan dạ thiếu niên, dám coi ta là con nít. Chàng thầm nhủ lòng như vậy, khi người quân hiệu đặt chiếc dây cương ngựa vào lòng tay chàng. Quốc Toàn xòe ra đỡ. Quả cam trong tay chàng đã bóp nát từ lúc nào, chỉ còn lại một nắm bã. Vứt sắc quả cam xuống đường, chàng nhảy phốc lên mình ngựa ra roi. Đi được một quãng thì Hoài Văn Hầu gặp Vương Kiện đang tha thẩn chờ chàng. Lại nói đến việc nghị bàn, sau khi Trần Nhân Tông nói về các yêu sách vô lý của vua nhà Nguyên và những điều kiện láo xược mà Hốt Tất Liệt áp đặt, tiếp đến là tướng quốc thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải báo cáo các việc trong nội tình đất nước như việc binh, việc lương. Khi nói đến công cuộc mang giao với ngoại nhân, chủ yếu là với triều đình nhà Nguyên, thái úy không nén được lòng căm uất vì tất cả những điều quốc sĩ mà với tư cách một tướng quốc, thái úy phải cân nhắc nhường nhún sứ giặc. Cuối cùng, thái úy dằn giọng: 25 năm kể từ sau cuộc xâm lăng của giặc Mông Thát năm Đinh Tỵ, quốc triều ta đã nhún mình thờ nước lớn cho phải đạo. Nhưng ta càng nhún, kẻ kia càng lớn. Khi trước Hốt Tất Liệt chưa định xong Trung Nguyên, y còn nương gượng, khi căng khi trùng. Nhưng từ khi y đã đại định được Trung Nguyên, thì việc lấn tới ngày càng trắng trợn. Chúng ta càng không muốn có nạn binh đao, cho nên chúng ta cứ phải nhượng bộ. Kẻ kia cậy mạnh nên càng ép. Chúng ép được mà không phải động binh, tức là thượng sách của chúng. Khi chúng không ép được, lập tức chúng sẽ dùng binh. Theo thiền ý của hạ thần, công cuộc bang giao không còn mảy may hy vọng nếu chúng ta không tự mài nanh rũa vuốt, binh mạnh lương nhiều, tức là chúng ta nộp mình cho hổ đói. Trần Nhân Tông nhìn khắp lượt triều thần rồi quay lại hỏi quan công Bộ Nguyễn Hiền: Khanh có biết công cuộc rèn đúc khí giới đến đâu, có sáng chế thêm được loài nào đắc dụng không? Được nhà vua hỏi đến, Nguyễn Hiền vội liếc nhìn lại cái hốt cầm trong tay. Thời cổ các đại thần khi thiết triều không dùng sổ mà dùng cái hốt, thường làm bằng đồng hoặc vàng sắt mỏng để ghi vào đấy các việc cần tâu hoặc các điều vua chuyển phán. Hốt có bề rộng từ 5 đến 7 cm, dài 20 cm, có cán cầm độ 10 cm. Nguyễn Hiền có dáng người nhỏ nhắn, nòm ông có vẻ một văn nhân hơn là một võ tướng. Từ khuôn mặt cặp mắt cho đến đôi môi, các đường nét đều toát lên sự thanh tú, thâm trầm mà điềm đạm. Ta còn nhớ khoa thi năm Đinh Mùi 1247, khi nhà vua cho Tam Khôi vào bệ kiến và trao mũ áo Trạng Nguyên. Nguyễn Hiền ngày ấy là một chú bé 13 tuổi, đã làm cả triều đình kinh ngạc. Đức Thái Tông đặt chiếc mũ lên đầu chàng, mũ rộng sụp gần kín cả khuôn mặt, lại chiếc áo bào có đai ngọc, mặc trùm kín cả người như một cái trần rộng. Nhà vua phải thốt lên: Thời thịnh chăng? Thần đồng xuất hiện chăng? 35 năm trôi qua, cuộc đời chàng xiết bao thăng trầm từng trải. Nhớ lại chiến trận chớp nhoáng năm Đinh Tỵ, tướng giặc Ngột Lương Hợp Thai kéo quân vào cõi, tưởng ăn tươi nuốt sống Đại Việt. Ngày ấy, Nguyễn Hiền mới 23 tuổi, ông chỉ làm việc quanh quẩn trong nội thư gia. Nội thư gia, tức là thư viện của hoàng gia, quốc tử viện, rồi lại quốc sử viện. Quốc tử viện, nơi con cái các đại thần hoàng thân quốc thích học tập. Quốc sử viện là nơi làm việc của các quan chấp sự và là nơi chứa các sách sử. Phải nói, buổi sơ trần chỉ có Trần Thủ Độ là người kiệt hiệt nhất. Trị nước đã giỏi, giữ nước cũng giỏi. Ông tạo dựng cũng được lắm người tài, như Trần Quốc Tuấn chẳng hạn. Ngay khi Trần Thủ Độ còn sống, thì Quốc Tuấn đã là một tướng giỏi. Trận giao tranh đầu tiên với giặc Mạnh, ông cũng tìm được phép đánh, không cho giặc phát huy sở trường. Ông là một vị tướng đánh giặc không cần thắng ngay, không ham thắng nhiều, mà chỉ cần những trận thắng quyết định có cơ chuyển xoay đại cuộc. Từ ngày ấy, Quốc Tuấn đã hé lộ bản lĩnh của một bậc chí tướng.
và nay ông là cột trụ của triều đình. Nguyễn Hiền liếc nhìn Quốc Tuấn, con người uy phong lẫm liệt như quan công, lúc nào cũng điềm đạm, thắng không kiêu, bại không nản. Quan công là nhân vật trung dũng kiệt xuất, đứng đầu trong hàng ngũ hổ nhà Hán thời Tam Quốc phân tranh của Trung Hoa cổ đại. Trước sự uy hiếp ghê gớm của kẻ thù, ông vẫn thong dong thư thái. Nguyễn Hiền nhận thấy Trần Hưng Đạo vẫn chăm chú nghe mọi người nói. Đôi mắt sáng thỉnh thoảng lại dọi vào người này người kia, hệt như đôi kính chiếu yêu, để tìm ra sự trong độc đang ẩn náu đằng sau những tấm áo thộng tía của các vương thần. Có lúc ông ve vuốt chòm râu rậm đã ngả màu sương khói và mỉm cười. Nom ông thanh thoát như một đạo sĩ lão trang, như một tiên ông đang trầm mặc bên bàn cờ thế sự. Ấy vậy mà Quốc Tuấn cũng chỉ hơn ông chừng 4-5 tuổi. Sực nhớ lời vua hỏi, Nguyễn Hiền cẩn trọng tâu. Tâu thượng hoàng, tâu quan gia, hiện theo lệnh của triều đình, dân chúng đang mở mang nghề rèn. Mỗi làng bắt buộc phải có một bể lò rèn để rèn đúc khí giới. Các lò mới lập thợ chưa giỏi, thường chỉ rèn các loại giáo búp đa, giao trường, mã tấu, đinh ba, câu liêm và các đồ giao dựa, quốc cào cho dân binh và cho cả nông phu. Còn các lò lớn thợ giỏi sẽ rèn đúc các loại vũ khí to nặng như chùy, đao, búa, côn kiếm và các mũi tên đồng cho các bậc đại tướng, các dũng sĩ và đội quân thần nỗ. Dạ tâu, nếu mua được đủ sắt gang đồng, các lò làm cật lực thì trong vòng 1 năm nữa mới đủ binh khí cho 20 vạn tinh binh và 30 vạn dân binh. Dạ, đấy là nói số binh khí trang bị đại đờn, chứ dự trữ thì chưa có. Dạ, việc khai mỏ đồng bỏ sắt của ta vẫn tiếp tục, nhưng không đủ dùng cho việc binh quá lớn. Trần Thánh Tông ngắt lời, liệu Hốt Tất Liệt có chờ 1 năm nữa để cho khanh rèn xong binh khí rồi y mới đề binh không? Muôn tâu thánh thượng, Nguyễn Hiền nói, nếu Hốt Tất Liệt cấp thời đánh ta ngay thì hiện số binh khí trong nước cũng tạm thời đủ dùng cho 15 vạn tinh binh, 20 vạn dân binh. Ấy là chưa kể số võ khí do dân tự tạo như cung, nỏ, côn, đao. Và lại nhiều thái ấp, các vương đều có lò làm binh khí cả. Bẩm thượng hoàng, lúc đó phải nhân lòng căm giận của toàn dân lên thành sức mạnh thần thánh mà đánh giặc. Hơn nữa, phép làm tướng phải biết lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, cướp lấy binh khí của giặc mà đánh lại giặc, lấy lương thảo của giặc mà nuôi quân mình. Dạ muôn tâu, hiện thời thần đang có chế thử mấy loại súng lớn gọi là cự thạch song xảo pháo và cự thạch ngũ xảo pháo. Đây là loại pháo bắn đá 2 nòng, 5 nòng. Đương thời quân đội Ba Tư cũng được trang bị loại pháo này do họ tự chế. Dạ, loại đơn xảo thì trong quân đã có dùng lâu rồi. Loại này có thể bắn xa vài 3.000 thước, mỗi lần bắn khoảng gần 100 viên đạn đá. Đá ấy có thể xuyên thủng được chiến thuyền bọc đồng lá và ván gỗ dày 3 tấc. Loại này chủ về đánh tàu thuyền hoặc công phá thành trì. Một loại nữa là hỏa pháo. Loại này chủ về đốt kho lương, kho cỏ hoặc bắn vào nơi tập trung quân bộ, quân kỵ. Dạ, còn chiến thuyền hiện có 3 lò đang đóng ở Bạch Hạc, Thiên Trường và Cửa Hội đủ cung cấp cho quân thủy của ta. Nỏ Liên Chiêu thì đã giao hẳn cho Trịnh Giác Mật làm từ hơn 1 năm nay, đủ phân phát cho các đội thần nỗ trong quân. Dạ muôn tâu bệ hạ, các loại binh khí chính cụ của quân Nguyên không hơn gì quân ta, thậm chí nếu ta chế thành công mấy loại pháo thì ta hơn địch. Tuy nhiên không thể coi thường quân kỵ của giặc Nguyên, hàng trăm quốc gia nghiêng đổ thành trì vì kỵ binh Mông Cổ. Việc này chắc quốc công đã có sách lược. Nguyễn Hiền nuốt một hơi thở nhẹ vào bụng, như nén đi nỗi mệt nhọc mà từ mấy năm nay ông phải gánh vác. Đoạn ông lại nói, tâu hoàng thượng, sự thắng bại không hoàn toàn lệ thuộc vào nơi binh khí, mà ở tài thao lược của tướng lĩnh và lòng trung dũng của ba quân. Nhân đây, thần xin bệ hạ cho xuất kho 30 vạn lượng vàng để mua đồng sắt và thuốc súng. Dạ, mua ngay của khách buôn người nhà Nguyên và người Hồi Hột. Nguyễn Hiền vừa dứt lời, không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ lóc dốc quanh mạn thuyền. Và bất chợt một đàn ngỗng trời bay qua che dập cả mấy chục chiến thuyền. Đúng lúc chúng răng ngang thuyền ngự thì cả bầy cùng thả ra những tiếng kêu vang từ lưng chừng trời, tưởng như đó là khúc nhạc tiên thiên tấu mừng các quần hùng tụ hội. Thế nhưng Trần Thánh Tông lại nghĩ khác.
nhà vua liên tưởng đến tiếng quạ kêu đêm khi chúng bay ngang qua thủy trại của Tào Tháo trên sông Trường Giang. Lúc Tháo sắp sửa đánh Đồng Ngô, nét mặt nhà vua lộ vẻ buồn chán. Thánh Tông hất hàm hỏi Hàn Thuyền, thế là điểm gì? Hàn Thuyền vốn họ Nguyễn, làm quan tới chức thượng thư bộ hình. Tháng 8 năm Nhâm Ngọ 1282, trước sự kiện Bình Than 2 tháng, có cá sấu nổi lên ở sông Lô, vua sai Nguyễn Thuyên làm văn thư ném xuống, cá sấu tự đi mất. Vua cho việc này giống như việc của Hàn Dũ đời Đường, bèn cho Thuyên đổi họ Hàn. Muôn tâu thượng hoàng, quan hình bộ thượng thư nói, thiên nga là một giống chim quý của phương Bắc, nay chống mùa đông, chúng tránh rét di trú về phương Nam ấm áp. Vậy là đất lành chim đậu, xưa nay vẫn thế, đàn chim đông đúc thế kia, càng làm tăng thêm cảnh đẹp và sự phồn vinh của phương Nam. Xin bệ hạ yên tâm, đó là lộc trời của Đại Việt ta đó. Dạ muôn tâu thượng hoàng, cảnh này khác xa cảnh tiếng quạ kêu đêm của Tào Tháo. Vì quạ là loài ác điểu, quạ là giống chim ăn ngày, lại bay ra kêu đêm như loài cú. Điều trái tự nhiên ấy báo hiệu một điềm cờ. Chính nó đã ứng vào trận Xích Bích, khiến 83 vạn quân Tào bị đánh tan tác. Nghe Hàn Thuyên phân giải, vua tôi lại vui vẻ. Trần Nhân Tông gạn hỏi, vậy là vương triều ta nhất tâm cự tuyệt việc nhà Nguyên mượn đường đánh Chiêm, cùng các yêu sách khác của Hốt Tất Liệt đều gạt bỏ. Thánh Tông nói tiếp, cự tuyệt nhưng vẫn cứ phải nhún nhường. Theo ta nên gửi biểu trần tình sao cho kẻ kia không vì lẽ ta chối từ mà nổi giận. Triều quốc vương Trần Ích Tắc từ sớm vẫn chưa khai khẩu nói điều gì. Mặc dù trong các lời qua tiếng lại có nhiều việc, nhiều điều bất như ý, trong thâm tâm ông vẫn cho hai vua và triều đình đều thiển cận, không biết tự lượng sức mình. Ông thương cho đám dân đen vô tội, một khi bị cuốn vào cơn binh hỏa thì họ cũng chỉ là một lũ thiêu thân. Thấy không thể không bày tỏ ý của mình, triều quốc vương bèn nói, tâu hoàng thượng, tâu quan gia, Đại Việt ta từ thuở lập quốc vẫn một lòng thờ nước lớn lân bang, mạnh yếu mỗi thời khác nhau, như Ngô Vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, tuy có đánh đuổi được quân Nam Hán, quân Tống, nhưng vẫn một lòng thần phục, chịu cho phương Bắc phong thần. Tiếp đến nhà Lý, tạo dựng được một quốc gia hùng cường, nhằm lúc nhà Tống suy yếu, thừa cơ Lý Thường Kiệt đem quân vào đánh phá hai châu Khâm Liêm, nhưng rồi lại phải nhanh chóng rút về phòng thủ, và vẫn phải xin giảng hòa và chịu phận phiên thuộc. Nhưng nhà Tống cũng chỉ phong cho tước An Nam quận vương, mãi sau đó mới chịu phong các vua nhà Lý làm An Nam quốc vương. Lại so binh ta với binh thời Lý thế nào? Binh ta nhiều hơn, mạnh hơn binh thời Lý, nhưng binh nguyên so với binh Tống thời ấy thì sao? Trần Ích Tắc dằn giọng hỏi. Ông tự ngừng một lát rồi lại lên tiếng. Binh nhà Nguyên hiện nay có sức mạnh di sơn đảo hải, khắp bốn phương trời đều không có địch thủ. Từ đông sang tây, từ nam đến bắc, từ miền rừng rậm núi cao, sông hồ đầy rắn rết, đến các miền sa mạc khô cằn, cả đời người không thấy một trận mưa. Từ miền bốn mùa rét mướt giá băng, đến các vùng biển sâu thăm thẳm, núi cao chót vót chọc trời. Từ đế quốc hùng mạnh ghê gớm, mà âm vang còn khiếp đảm nhiều dân tộc, như đế quốc La Mã cổ xưa, hoặc các quốc gia mênh mông gấp trăm vạn lần các quốc gia khác như Trung Hoa, Thiên Trúc, Nga La Tư, Ba Tư, Ai Cập. Tất cả các thành trì ấy, các vương quốc ấy đều run cầm cập hoặc bị xéo nát dưới vó ngựa tàn bạo của quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ đi đến đâu thì gió ngừng thổi, cát ngừng bay, nước sông ngừng chảy. Vó ngựa quân Mông Cổ lướt tới đâu, đường không còn một ngọn cỏ. Các quốc vương đều nem nép cúi đầu dâng lục thành trì. Đội quân ấy đã chinh phục Trung Hoa, làm nhục nhiều đời vua Tống, đã tàn phá Sắc Sơ và hiện đang thống trị Trung Nguyên. Sức mạnh Mông Cổ hợp với kho của kho người của Trung Hoa sẽ là nguồn cung cấp vô tận cho cả chục cuộc chiến tranh lớn, sẽ kéo dài tới trăm năm, không nào đúng. Thử hỏi, cái càng xe con bọ ngựa của chúng ta có làm đổ cỗ xe hàng trăm voi kéo của nhà Nguyên không? Mà bệ hạ cự tuyệt không cho Hốt Tất Liệt mượn đường.
Người thức giả phải biết làm việc gì có lợi cho nước, cho dân. Gắn liền với nước mạnh là việc làm khôn ngoan nhất. Phải biết tự lựa sức mình mà chờ thời. Nếu không, sẽ có tội với quốc dân và làm trò cười cho hậu thế. Mọi người đều đã đọc qua kinh dịch, sao không biết ngẫm cái chữ thời? Trần Ích Tắc hạ một lời hết sức cao ngạo, khiến ai nấy đều bất bình. Kinh dịch đứng đầu trong 6 bộ kinh của Khổng Tử, gian định lại. Chữ thời đề cập trong kinh dịch tương ứng với phép biện chứng hiện nay. Trần Khánh Dư, một con người thất thế, một tướng tài bỏ xó, đã nằm chết dí ở góc rừng sâu, kiếm ăn cho qua ngày đoạn tháng như một lão tiểu phu. Ông không còn gì nữa để chờ thời. Gia sản bị tịch thu, tước trật bị cách tuột. Ơn vua đối với ông là chưa phải chết và chưa phải đổi họ tên. Từ lúc bị gọi lên thuyền ngự, ông vẫn ngồi bó gối nghe bàn. Điều gì ông cũng nghe cả, nhưng rồi ông cũng coi như một cơn gió thoảng, chẳng còn ngưng động được chút gì trong óc não. Việc ông quan tâm hơn hết trong lúc này là chiếc thuyền than đầy ắp của ông đang nằm đây như một kiểu bị cầm giữ, trong khi các lái mua đang chờ ông tại bến. Thế là ông đã sai hẹn, và họ sẽ mua than của thuyền khác. Than ông lỡ mất một phiên chợ, vợ con ông lại thiếu đói mất 5 ngày gạo. Nhưng nói cho công bằng, thì sự việc xảy ra ban sáng đối với thằng bé cháu nhà Chiêu Thành Vương, tức Hoài Văn Hầu Quốc Đoàn, cũng có làm ông mủi lòng. Sự thật, ông rất trọng nhân cách của cậu bé này. Tuy là trong nội tộc, nhưng ông ở khắc chi, và nhất là sau khi ông thất thế, thân còn cũng coi như đã khuất. Vì có thân mà không có danh, đời còn ai biết đến, nên ông chẳng có đi lại, có quan hoài với ai trong nội tộc. Nhưng vừa nghe mấy lời dạy đời cao ngạo của hoàng tử Chiêu Quốc Vương, ông thấy nổi máu uất ở trong người. Chao ôi, một con người cứ nghe đồn nổi tiếng tài hoa, văn học lẫy lừng và bậc nhất Thăng Long, kiến thức hơn đời, gì mà nhân cách không bằng thằng bé con, đã không dám chống lại bọn dợ hồ, lại còn dùng ba thức lưỡi biến chúng thành con ngáo ộp, nạt dọa người đời. Bực mình, Trần Khánh Dư đứng phắt dậy, chạy đến trước mặt thượng hoàng sụp lạy. Muôn tâu, thần tuy có bị lỡ phiên chợ, cũng xin được bày tỏ đôi lời. Nghe Khánh Dư nói, mọi người cười ồ. Khánh Dư nghiêm lạnh nhìn khắp lượt, không khí có vẻ căng thẳng. Trần Thánh Tông nhìn sắc mặt Khánh Dư hiện lên vẻ quắc thước, trở lại phong độ của một vị tướng, chứ không còn sự rụt rè của một ông lái bán than. Nhà vua thấy đẹp lòng bèn khích lệ. Khanh cứ nói tự nhiên, đây là bàn việc quốc sự, chưa ngã ngũ bè nào, các ý phải trái chưa phân, không việc gì phải che giấu lòng mình. Kính thưa thượng hoàng, kính thưa quan gia, Khánh Dư lại nói và đưa mắt nhìn khắp lượt. Kính thưa các vương hầu, các đại quan, cuộc chiến năm Đinh Tỵ tôi được thái thượng hoàng cho theo đánh giặc Thát. Ngày ấy chỉ thuần quân Thát Đát hung bạo, chứ chưa có đám quân Tân Phụ hèn yếu xen lẫn vào như quân Nguyên bây giờ. Theo thiện ý của tôi, các nước lớn bị thua bọn dợ hồ này là vì nội tình họ ngu hèn vị kỷ, chứ không vị dân vị quốc. Chúng nó, cái bọn nhà Nguyên ấy, thuần là một lũ giặc cướp. Thiên binh, thiên tướng, thiên tử, thiên triều gì, nếu đem quân vào đất người, cũng đều là giặc, là cướp cả. Giặc vào nhà, cướp vào nhà, là phải đánh đuổi nó ra, để mà yên ổn làm ăn. Tự hỏi có nhà nào trộm cướp đến không lo việc hô hoán làng xóm cấp cứu, rồi tự mình đánh đuổi nó đi, lại trói cho mẹ vợ con anh em lại, nộp cho cướp, và chỉ cho nó chỗ cất giấu của cải. Đó là việc tự cổ chưa từng thấy. Cho nên, đối với nhà Nguyên, dùng sức mạnh ép ta đủ điều. Ta muốn sống đàng hoàng, như một con người thì phải chống lại, đánh lại. Tôi tuy bất tài, xin theo dưới quân đánh giặc. Ông Thượng Thư Bộ Công lo phần binh khí thế là rất quý. Mong sao các loại cự thạch song bảo, mũ xảo pháo và hỏa pháo ấy thành công mỹ mãn. Thần đã được đọc và có nghiền ngẫm kỹ Hưng Đạo Binh Pháp. Hưng Đạo Binh Pháp, đây chính là bộ Vạn Kiếp Tông bí truyền thư, sách này do Trần Khánh Dư đề tựa. Xin đem sách ấy dạy cho tướng sĩ. Thâu nhận được tinh thần đó, thì sức mạnh trong quân không biết đến đâu mà lường trước được. Xin chớ có ngại ba cái thằng kỵ binh Mông Cổ nhãi danh với mấy con ngựa nòi. Chính chúng đã đại bại trên đất này 25 năm trước. Nhiều người ở đây đã từng đánh giặc Thát, cũng nhiều người chứng kiến khi giặc Thát rút chạy nhanh hơn là khi nó đến.
Lời nói của Trần Khánh Dư như khách vào lòng tự trọng dân tộc và tự tôn phẩm giá, khiến ai nấy đều cụng cựa muốn nói. Khác với Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc biện bác, làm cho không khí im lìm. Tuy vậy, không phải chỉ có một mình Ích Tắc có lòng để sợ Hốt Tất Liệt, mà rất nhiều người ở vào hàng tôn quý cũng nghĩ như ông, song họ không dám nói ra. Nghe lời bàn của Trần Khánh Dư, hai vua rất đẹp lòng. Ngay lập tức, Trần Thánh Tông ban ý, triều đình sẽ trả lại tất cả gia sản cùng thái ấp phẩm tước cho Khanh. Trẫm sẽ mua thuyền than của Khanh với giá gấp 10 lần giá chợ. Khanh có bằng lòng không? Nhà vua nhìn về phía Khánh Dư và mỉm cười. Trần Khánh Dư vái tạ với tấm lòng biết ơn. Kế đó Trần Nhân Tông nói, vậy là ngày hôm nay trời cho ta thêm một viên đại tướng. Có đúng là ứng với điểm thiên nga sớm nay không các Khánh? Mọi người cười vui. Nhà vua lại hỏi, vậy chớ còn ai muốn bày tỏ điều gì? Ngay cả sự lo ngại nữa cũng nên nói cho cạn nhẽ, rồi ta bàn thật thấu đáo. Đây là việc nước, ai ai cũng có trách phận như nhau. Trần Nhân Tông nói và dừng lại cặp mắt hiền hậu nơi Hàn Lâm học sĩ Lê Văn Hiêu. Thấy nhà vua có lòng yêu ái đối với mình, quan quốc sự bèn vòng tay vái bể trên hai vái, rồi nói, dạ muôn tâu, ý trong quan đều tỏ dạng cả. Thần là một sử quan, xin ghi nhận và chép lại hết thảy sự việc thật trung thực, để đời sau được biết. Trước đế nước nghìn cân treo sợi tóc, vừa tôi đã bàn như thế nào và sẽ làm như thế nào để giữ nước. Dạ, thần không dám bình phẩm gì cả. Lời bàn của sử quan đôi khi làm thiên lệch sức kiến giải của hậu thế. Như đo đắn mãi và dần lòng, Lê Văn Hiêu lại nói, tuy vậy, thần chỉ nêu lại một vài cảnh ngộ đã diễn ra trong lịch sử gần đây để Thượng Hoàng và các bậc đồng liêu nghiêm khảo. Ấy là việc nhà Bắc Tống bị quân Kim thôn tính, nhưng Mông Cổ lại chinh phục được nước Kim. Năm Nhâm Thìn 1232, tháng 5, Mông Cổ chiếm Biện Kinh. Kim Ai Tông chạy về Quy Đức, rồi về chốt ở Thái Châu. Người Mông Cổ vừa thiếu quân vừa cạn lương, muốn diệt được quân Kim, họ bèn liên minh với nhà Nam Tống cùng đánh. Giao ước rằng, diệt xong Kim, nhà Nam Tống sẽ thu hồi ba kinh thành, Đông Kinh, Tây Kinh và Nam Kinh. Đông Kinh, một tên khác của Khai Phong. Tây Kinh, tức Kinh Đô Lạc Dương của đất Hà Nam. Nam Kinh, tức Thượng Khâu, thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay. Tất cả các tên đất trên đều thuộc Trung Quốc. Tống Lý Tông liền sai Mạnh Hồng làm tướng, đem 20.000 quân và 300.000 thạch lương giúp Mông Cổ vây Thái Châu. Năm Giáp Ngọ 1234, tức là hơn 2 năm sau, liên quân Mông Tống đánh vỡ Thái Châu, Kim Ai Tông tự sát, nước Kim mất. Theo ước thúc, nhà Nam Tống tiến quân thu hồi lại các miền đất cũ, nhưng quân Mông Cổ đã tháo nước sông Hoàng Hà, dìm chết mấy vạn quân Tống. Kế đó là một cuộc đại xâm lăng nhà Nam Tống. Vương triều Tống đã kết thúc thê thảm trong thế trận Nhai Sơn vào năm Kỷ Mão 1279. Lê Văn Hiêu thở dài như là ông muốn chia sẻ nỗi buồn khở dại của vua tôi nhà Nam Tống. Rồi ông thong thả nói như đếm mấy lời sau đây. Xem ra việc Hốt Tất Liệt mượn đường vay lương, vay quân của Đại Việt đánh Chiêm Thành ngày nay cũng không có khác gì với việc 50 năm trước họ liên minh với nhà Nam Tống đánh nước Kim vậy. Kể lại bài học cay đắng của nước láng giềng, Lê Văn Hiêu đã gieo vào lòng mỗi người một hạt giống cảnh giác. Và vì vậy, không còn ai bàn lùi nữa. Cuộc nghị bàn vừa sôi nổi vừa sâu sắc. Sau 3 ngày cuộc nghị bàn kết thúc, Nhân Tông đã phong lại cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân và cắt cử các tướng đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Ít lâu sau, lại phong Thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải kiêm chức Thượng tướng Thái Sư và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh thiên hạ trừ quân sự, tương đương với chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh quân đội quốc gia ngày nay. Nếu video mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký và like để chúng tôi có thêm động lực để cho ra những video hay và bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Hãy comment góp ý cho chúng tôi để kênh phát triển hơn và mang tới cho quý vị những câu chuyện lịch sử hay và quý giá hơn nữa. Cảm ơn và thân chào quý vị.